Rồi, cho Tùng xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục Tùng sẽ đi tìm kiếm để săn bắt cua biển cả nhà ơi. Hy vọng hôm nay nước ương mà biết có thành quả hay không đây. Có Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem. Thì cả nhà xem kênh thấy hay thì cứ ủng hộ cho Tùng một đăng ký nha cả nhà. Đăng ký nhấn chuông. Hiện cái chuông thông báo tất cả thì Tùng sẽ gửi video tới cho cả nhà xem. Giờ đi theo chân của Tùng để vào khu vực ruộng lá này để tìm kiếm để săn bắt cua biển cả nhà. Có cua có gì đó thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem nha. Giờ đi thôi. Mình phát hiện cái hang cua, tọt con mốc có không cả nhà? Có. Cua cũng bự rồi cả nhà. Cua này chắc nước lớn vô nó tạm ở bạ gì đây. Sao hồi tìm kiếm nó giờ kiếm cả đời mới gặp nó cả nhà. Nước ương cua cũng khó ẩu quá. Cái dòng thành quả cua cũng trọng nha cả nhà. Cái gì không ra nữa đây. Không có thoát được cả nhà ơi. Có nữa, mình bắt giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Giờ nó khó trong góc nước khó bắt quá cả nhà. Sau một hồi dòng giã cua cũng chịu bò ra cả nhà. Đây mình chối xong mình sẽ đi tiếp nha cả nhà. Này vẫn giỡn nó không được cả nhà. Đi kiếm lạc, chối xong mình sẽ đi bắt cho cả nhà xem nha. Cua nước ương thì kiếm cũng hơi khó khăn cái nè. Cái phần cua đây giờ người ta cũng đi bắt quá trời. Nên cua nó cũng hơi hiếm. Giờ đi thôi. Đây cả nhà, cái hang cua này hổm mình bắt được một con bự. Hôm nay mình lại mình thọt cái có không, giờ mình thọt mình đụng nó. Giờ cả nhà, giờ mình ém đó, mình sẽ đào, giờ mình sẽ bắt cái quay cả nhà xem nha. Thử ngót mình án thử được không nhỉ?
chiếc cả nhà. Cua ở dưới nước nó chà chà lắm cả nhà, theo không kịp nữa. Thả ba đồng nha. Được rồi cả nhà. Ui. 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 Lát có mình sẽ quay cho mình cua cho cả nhà xem. Cua cả nhà ơi, khủng khiếp luôn. Trời ơi trắng. Đây. Con chà bá luôn cả nhà. Coi còn cua cái nữa. Anh cả nhà cua. Cua chập bè luôn cả nhà. Quá đã luôn. Không bán luôn. Đây là tôi, cân hơn nửa ký. Nay nó trả lại cái hang cũ của cua cần khủng rồi cả nhà. Quá đã, quá im rồi. Tối mình sẽ đi tiếp cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Lâu lắm giờ mình bắt được lại cua kình. Cua này ít nhất cũng phải từ 6 lạng 7 lạng cả nhà. Cua hết nó nổi cua. Quá chặt một cua luôn cả nhà, cua cũng quả ăn cua. Nhưng mà khóc nó đã đậm chịu chạy ra. Đây. Cua cũng quản. Đây, giờ đi theo Tùng nữa nha. Cua nó chạy rồi, lên chạy ghê thiệt chứ. Sọc. Chúng là cháu đi tiếp rồi nè.
lạc và mềm mềm đây. Cua này nước này nó lên nó sẽ lột. Cái này. Cua này rất ngon, hai da. Cốm hai da. Cua rất ngon này. Cả nhà xem kênh và ủng hộ cho Tùng một đăng ký nha cả nhà. Cả nhà xem kênh và đăng ký nhấn chuông để hiện tất cả Tùng sẽ gửi video mới gửi cho anh đến cho cả nhà xem nhé. Giờ đi theo chân Tùng để tìm kiếm bắt cua biển cả nhà. Cua đó, rất đục mò luôn. Trời ơi, cua lột. Cua lột đó nha. Hai con luôn. Đây, cái vỏ nó lột. Mình nó nè. Lột quá đã luôn. Nhúc. Có nữa Tùng sẽ quay và ghi hình cho cả nhà xem nha. Mình phát hiện cái hang cua này cả nhà, mình đào tới có cua này ăn đâu cây lá không cả nhà. Lá không cả nhà. Kheo sóc dầm. Bươn nhỏ đây. Lòng sâu dữ người ta. À, không mồi gì được. Ơi. Được, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. À, thành quả con cua cả nhà. Cái dưới bụp vịt thối mình không có tay nào mà mình bắt được nó cả nhà. Chỉ có cho nó thấy mình mới lấy ra được thôi. Còn bụp vịt thối không. Đây. Đây, theo chân của Tùng nha. Đây cả nhà, mình về mình quay thành quả cho cả nhà xem, mình bắt được con cua này cả nhà. Miếng cua này. Đó. Cua lột, cua dợp và con cua bự, con cua kình, con cua khủng. Để cho Tùng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hẹn cả nhà các video tiếp theo. Thì cả nhà xem hay thì cho Tùng một đăng ký, một like và một chia sẻ. Thì cả nhà đăng ký nhấn chuông thì Tùng sẽ gửi video tới cho cả nhà xem. Giờ xin hẹn cái nhà các video tiếp theo nha.